Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Bé kể bé nghe của trang thông tin 6 Phận Phú Cường. Mình tên là Anna Lê Nguyễn Phương Nghi. Mình tên là Maria Lê Mỹ Ngọc. Chúng mình đến từ giáo xứ Thới Hòa. Hôm nay chúng mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện mang tên Người gieo giống. Và câu chuyện sẽ xin được phép bắt đầu. Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ánh mắt. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gây mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt rơi nhầm đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao thầy lại dùng ngụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Đức Giê-xu dạy nghĩa dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường, còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Qua câu chuyện này, chúng mình đã rút ra được bài học rằng lời Chúa không chỉ là lời đáng phải nghe, không chỉ là lời mang lại hạnh phúc, không chỉ là lời chất chứa sự thật, mà còn là lời đáng để sống. Lời ấy chính là lời mang lại phúc thật, lời chất chứa sự thật tuyệt đối. Đó là lời mà người ta không thể tìm thấy bất cứ nơi đâu trong trần gian này ngoài Chúa Kitô và Thiên Chúa chúng ta. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tuần sau nhé. Với Giê-xu, đồng đi với Ngài, chọn cuộc đời dâng Ngài. Quyền năng Giê-xu ban ở với con mọi nơi. Cùng Cha lên chốn cao hơn, hàng tiến bước với Chúa mỗi ngày. Cùng nhau ta dấy lên, sáng soi danh Ngài. I wanna go higher, như chim lần bay trên không.
bay qua dòng bão đời. You take me higher. Cha vẫn giữ đôi chân con, ngày đêm con nay lên chốn cao hơn. I wanna sing cao 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 hơn cùng Chúa. Cao 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 trên núi đồi. I wanna sing high. Giê-xu, đồng đi với Ngài, chọn cuộc đời dâng Ngài, quyền năng Giê-xu ban ở với con mọi nơi. Cùng Cha lên chốn cao hơn, hàng tiến bước với Chúa mỗi ngày, cùng nhau ta dấy lên, sáng soi dãy ngài. I wanna go higher. Như chim lượn bay trên không, nguyện cùng Cha bay qua dòng bão đời. You take me higher. Cha luôn giữ đôi chân con, ngày đêm con nay lên chốn cao hơn. I wanna sing cao 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 hơn cùng Chúa. Cao 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 trên núi đồi. I wanna sing high high higher with you. High high higher with you. I wanna go higher. I wanna go.